Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến kênh Yêu Vẹt and Pets. Thì có những câu hỏi đặt ra đối với những video liên quan đến mèo, những chú mèo Anh lông dài. Thì mọi người đặt câu hỏi là tại sao mèo Anh lông dài rất là đẹp, rất là xù bông và rất là dịu dàng. Cũng rất là nhiều người chơi và ưa chuộng thì lại có cái giá thấp hơn so với những chú mèo Anh lông ngắn. Thực sự khi mà các bạn nuôi những chú mèo Anh lông dài thì nó rất là tuyệt vời. Bởi giống mèo này không những đẹp về ngoại hình mà còn về cái tính cách của nó cũng rất là hiền, rất là dịu dàng và rất là dễ gần. Thì tại sao giá của những chú mèo Anh lông dài xù này thì lại thấp hơn so với những chú mèo Anh lông ngắn? Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một video về cái vấn đề mèo Anh lông dài sao lại có giá thấp hơn mèo Anh lông ngắn. Thì như các bạn biết là đối với mèo Anh lông dài và mèo Anh lông ngắn nó có đều có cái màu sắc rất là đẹp, rất là nhiều màu. Nhưng cái lý do một cách chủ quan đó là những chú mèo Anh lông dài này thường thấp hơn thì theo những phỏng đoán chủ quan đó là cái nguồn gốc của những chú mèo Anh lông dài này do là nó mới được công nhận được một thời gian cũng chưa dài lắm và người ta coi nó không phải là một giống mèo có xuất xứ nguyên gốc tại Vương quốc Anh. Thì chính vì vậy người ta coi giống mèo Anh lông dài này như là một cái giống mèo ngoại lai và nó không phải là một giống mèo nguyên bản thuần chủng của nơi mà nó sinh ra là Vương quốc Anh. Chính vì vậy thì đây cũng là một cái nó có ảnh hưởng đến cái giá trị cũng là giá cả của những chú mèo Anh lông dài này. Thì mèo Anh lông dài thì nó thường là thấp hơn so với những chú mèo Anh lông ngắn, nhưng không phải tất cả các những chú mèo lông dài đều thấp hơn. Có những chú mèo lông dài thì cái màu sắc của nó đẹp, thứ hai là nó cũng hiếm thì cái giá trị của nó cũng rất là lớn. Ví dụ như những chú mèo Anh lông dài màu golden thì nó cũng rất là đắt đỏ. Và xét về cái chung nhất thì thường những chú mèo Anh lông dài có cái giá nó thường rẻ hơn so với những chú mèo Anh lông ngắn. Vấn đề thứ hai nó liên quan đến cái giá trị của những chú mèo Anh lông dài này, đó là về cái lông của chúng dài thì nó là thị hiếu của một số những người chơi đam mê cái dòng mèo này. Nhưng đây cũng là một cái phiền toái đối với những người không có thời gian do cái tác động của ảnh hưởng của nền công nghiệp và những cái xu hướng trong cuộc sống. Chính vì vậy thì những chú mèo Anh lông dài này thường chúng ta phải bỏ thời gian ra để chăm sóc nhiều hơn so với những chú mèo Anh lông ngắn. Ví dụ như là khi mà các bạn tắm cho những chú mèo này thì các bạn cũng sẽ mất thời gian để các bạn sấy khô lông hơn. Và cũng ví dụ như là các bạn hàng ngày hoặc là hai ngày thì các bạn cũng sẽ phải chải lông cho những chú mèo Anh lông dài này để đảm bảo nó không bị rối lông, không bị bện lông và nó giữ được cái vẻ đẹp và vẻ xù bông lông của những chú mèo Anh lông dài này. Và chính vì những cái phiền toái này thì nó làm mất cái thời gian. Đây cũng là một cái lý do có thể là đánh giá được là cái giống mèo Anh lông dài này thường rẻ hơn so với những cái chú mèo Anh lông ngắn. Thì nếu để các bạn lựa chọn nuôi mèo Anh lông dài hay mèo Anh lông ngắn thì về cái vấn đề nuôi những chú mèo nào thì có thể là mình cũng sẽ không quyết định được, vì đây là cái sở thích và đam mê của các bạn có cái sở thích về cái loại lông ngắn hay lông dài. Thì theo mình chia sẻ ở đây thì các bạn nên chọn những chú mèo lông ngắn hay lông dài là do cái đam mê của các bạn, do cái sở thích thực sự của các bạn. Có những bạn thì chỉ mua và một chú mèo Anh lông ngắn về một thời gian thì lại chán, lại bán.
khi nhìn thấy những chú mèo Anh Lông Xù. Nhưng có những bạn thì cũng mua những chú mèo Anh Lông Xù nhưng khi về một thời gian thì lại bán để mua lông ngắn. Cho nên chính cái vấn đề lựa chọn này nó xuất phát từ cái sự đam mê thực sự của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cái lựa chọn là nên nuôi mèo Anh lông dài hay lông ngắn. Tất nhiên rồi, thì về cái tính cách của những chú mèo Anh lông dài này, nó luôn có những cái tính cách dễ gần gũi và dịu dàng hơn so với những chú mèo Anh lông ngắn. Chính vì vậy đây cũng là một cái lựa chọn mà các bạn rất là thích những chú mèo Anh lông dài này, ở cái sự gần gũi và dễ mến của nó. Khi còn bé thì những chú mèo Anh lông dài nó rất là năng động, nó cũng rất là năng động, nó đùa nghịch, vui chơi. Nhưng mà khi mà càng lớn thì nó sẽ ít và năng động hơn, bởi với cái cơ thể ngoại hình của nó cũng xù và nó cũng khá lớn. Chính vì vậy khi càng lớn những chú mèo này nó sẽ lười vận động hơn so với những chú mèo Anh lông dài khi còn bé. Nhìn về ngoại hình những chú mèo Anh lông dài thì thường là người ta rất là thích bởi vì nó rất là xù, rất là bông và rất là đẹp. Và vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về cái lý do tại sao mà những chú mèo Anh lông dài rất là đẹp, rất là xù và cũng rất là nhiều người yêu mến, nhiều người nuôi, nhưng nó lại có giá trị rẻ hơn, thấp hơn so với những chú mèo Anh lông ngắn. Thì qua đây thì các bạn cũng một phần nào các bạn cũng đã biết được lý do của vấn đề này. Và mình xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bạn luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouVet & Pets. Thanks for watching and goodbye.